Chào mừng các em nhỏ đến với những câu chuyện của Panda. Tại sao ngỗng trời bay thường xếp thành hình chữ V hoặc hình mũi tên? Mùa thu đến rồi, ngỗng trời bay về phương Nam. Ngôn ngẩng đầu lên nhìn thấy chúng, lúc thì bay theo hình chữ V, lúc thì lại bay theo hình mũi tên. Ngôn không hiểu liền chạy đi hỏi bố. Bố ơi, tại sao ngỗng trời lúc thì bay theo hình chữ V, lúc lại bay theo hình mũi tên vậy? Chúng muốn nói với chúng ta điều gì chăng? Bố trầm ngâm nói, ngỗng trời xếp hàng khi bay là di cư, để tiết kiệm năng lượng. Khi ngỗng trời bay, đôi cánh ngắn nhọn sẽ sinh ra một luồng khí lưu động về phía trước. Nếu như có một con ngỗng trời sát ở sau nó, thì nó có thể lợi dụng luồng khí này để giảm thiểu lực cản của không khí, tiết kiệm năng lượng. Đàn ngỗng trời bay xếp thành hình chữ V hoặc mũi tên để lợi dụng triệt để luồng khí này đấy con. Ồ, ngỗng trời thông minh quá bố ơi. Ngôn trầm trồ không ngớt. Qua câu chuyện trên, các em nhỏ thấy loài ngỗng trời vị không? Bây giờ Bin sẽ chia sẻ cho các em thêm những chi tiết thú vị về loài ngỗng trời nữa nhé. Mỗi khi đến mùa thu, ngỗng trời không phải bay đến phương Nam xa xôi để tránh rét. Mùa xuân năm sau lại quay về. Chúng dùng cách gì để đảm bảo mình không bị lạc đường nhỉ? Theo các nhà khoa học thì ngỗng trời không thông qua vị trí của mặt trời để xác định phương hướng bay. Việc di chuyển của đàn ngỗng trời rất có quy luật. Chúng vừa bay vừa kêu cạp cạp. Chúng dùng các tiếng kêu khác nhau để gọi đồng bọn, phát tín hiệu bay và dừng. Khi nghỉ ngơi vào ban đêm còn có các ngỗng trời phụ trách canh gác. Nếu có nguy hiểm thì ngỗng trời canh gác sẽ đánh thức để cả đàn nhanh chóng bay đi. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện lần sau.